Hello, xin chào các bạn. Mình đến từ Smart Home Kitchen và hôm nay mình sẽ được review về động cơ rèm cuốn tua da ha. Thì trước mắt các bạn đây là một bộ rèm cuốn tua da ha. Thì nó sẽ bao gồm này là ống rèm nè, vải rèm nè, máng rèm nè, bách giá nè, động cơ nè, bánh chuyên động trong, bánh chuyên động ngoài và chốt định vị ha. Thì vải rèm á thì rất là dễ lau chùi nè và có khả năng chống nước. Đây là vải rèm của Hàn Quốc nha các bạn. Còn động cơ rèm cuốn á thì động cơ rèm cuốn thì có lực kéo lên đến 4 kg và lực mô men xoắn của nó là 1.1 Nm và đường kính của động cơ á thì là 25 mm và phù hợp cho ống rèm là lên đến 38 mm ha. Và nguồn cấp cho động cơ rèm cuốn á đó là 220V nha. Thì bây giờ á mình sẽ lắp lại bộ rèm này cho và kết nối trên app cho các bạn xem nha. Bộ rèm này thì rất là dễ lắp này, chỉ cần lắp động cơ và ống rèm và máng rèm thì mình lắp lên và gắn lên tường thôi, rất dễ tự làm tại nhà ha. Thì bây giờ bắt đầu mình làm nha. Và đây mình đã lắp xong bộ rèm rồi ha và đã kết nối động cơ rèm với điện thoại. Mình bây giờ mình sẽ bật app tua da và điều khiển cho các bạn xem nha. Đây mình đã kết nối rồi này. Đây rèm đang ở trạng thái đóng ha. Thì bây giờ mình sẽ cho trạng thái mở rèm nha. Ok, mở rèm ha. Thì bây giờ mình sẽ đóng rèm lại. Và cho rèm ở dừng một vị trí bất kỳ nè. Ok. Và rèm có thể tạo automation cho các bạn. Ví dụ như là khi thời tiết thay đổi thì rèm có thể đóng hoặc mở ha. Như ví dụ như các yếu tố liên quan như là nhiệt độ, khi lên nhiệt độ tăng qua bao nhiêu độ C thì nên đóng rèm lại và giảm bao nhiêu độ C thì mở rèm lại ha. Hoặc là độ ẩm và các yếu tố như là thời tiết, tốc độ gió hoặc là bình minh hoặc khô. Tiếp theo khi là vị trí thay đổi là khi bạn rời khỏi nhà thì rèm tự động đóng lại. Hoặc là bạn về tới nhà thì rèm tự động mở cửa ha. Và bạn có thể cài đặt lịch trình cho rèm như là đến 7 giờ tối rèm tự động đóng lại, là đến 6 giờ sáng rèm tự động mở ra ha. Và động cơ rèm á thì có hỗ trợ điều khiển của các bên thứ ba như là Alexa, trợ lý Google, Samsung Smart Thing và Siri ha. Và bạn có thể chia sẻ thiết bị này cho thành viên trong gia đình để điều khiển nè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Nếu có những thắc mắc gì thì các bạn hãy để dưới phần bình luận nha. Tạm biệt các bạn.